Ta tiếp tục cái bài trước về cái phần ứng dụng Minmax để mình biện luận về phương trình, bất phương trình. Trước mình đến ví dụ 5. Đúng ba nghiệm phân biệt đúng không? Rồi, bây giờ lấy ví dụ tiếp về ví dụ 6 đi. Tiếp vào năm trước nhé, chúng ta vẫn tiếp tục là ứng dụng này, minmax để mình biện luận về phương trình, bất phương trình. Tiếp chúng ta vào cái ví dụ số 6, đề bài như sau: tìm m để cái phương trình này x bình cộng với m cộng 2 nhân x cộng 4 bằng m trừ 1 này, nhân với căn của x mũ 3 cộng 4x. Yêu cầu là phương trình này có nghiệm. Nào, yêu cầu phương trình có nghiệm. Đây là các bạn nhìn đi. Đầu tiên nhờ bạn tìm thầy giúp thầy điều kiện. Nào xem bài này điều kiện sẽ là gì. Ngó qua nào, điều kiện là gì đây? Xác định đúng điều kiện nào. Điều kiện x lớn bằng không ạ? Đây mình để ý là cái này mình để ý là x mũ 3 mà cộng 4x lớn bằng không, thì hai ông này lại chung x không? Chung x này. X thì trong là x bình cộng 4 không? Mà khi cái này lớn bằng 0 thì chỉ cần x lớn bằng 0 thôi. Đấy, vậy là ta cần x lớn bằng 0. Thế nhưng mà em để ghi yên này thì ta không xử lý được. Tại vì m nó không có cô lập. Được chưa? M không cô lập. Nhưng mà nếu chỗ này mà gỡ tung ra, nhóm lại thì nhìn nó hơi căng thẳng. Đây này. Ông này m nhân x này, thằng này m nhân x căn này. Cảm giác nó hơi khó khó. Thực ra nhóm mà vẫn được thôi, không vấn đề gì cả. Em nhóm trực tiếp và vẫn được luôn. Đấy, nhưng mà đây thầy có một cái phương án xử lý như này. Đó. Bây giờ thầy đưa này, thầy xét. Thứ nhất là nếu x bằng 0. Thầy xét lên trường hợp x bằng 0. Thì cái phương trình này trở thành nhá. Nào, cứ ghi thì x là bằng 0 hết này. 0, 0 này. Về trái là bằng 4. Về phải thì bằng 0. Vậy ra đều vô lý không? Máy không vô lý có nghĩa là suy ra là x của ta khác không, đúng không? Khi khác không thì mình sẽ chia, để chia hai vế của cái phương trình cho x ta được. Nào, ta được điều sau đây này. Khi hai vế phương trình chia cho x thì ta được điều sau đây này. Thầy nhóm x bình với 4 với nhau, nhóm x bình với 4 với nhau thành là x bình cộng 4 trên x này. Cái này chia x thì hết rồi, cộng m cộng 2. Bằng bên này này. Bên này thì bạn để ý là m trừ 1 này. Nếu trong ngoặc này có phải là nếu đặt x ra trong là x bình cộng 4 không? Đấy, nhưng mà bên ngoài căn mà chia này, bên ngoài căn mà chia cho x thì bên trong căn có phải chia cho x bình không? Đồng ý không nhỉ? Bên ngoài căn mà chia x thì bên trong căn phải chia cho x bình. Cái thành cái này. Xong rồi tôi rút gọn bớt đi nhá. X bình cộng 4 trên x này cộng m cộng 2 sẽ bằng này m trừ 1 nhân với cái này sẽ thành là x bình cộng 4 trên x. Nào, bây giờ bạn nhìn thấy nó quen không? Hai thằng này nó là, nếu căn này là t thì đây chính là t bình này. Thấy không nhỉ? Đó, thế bây giờ thầy chuyển vế sang đây nhá, cho nó thành dạng như kiểu phương trình bậc 2 nhá. Tương đương này, x bình cộng 4 trên x này trừ đi m trừ 1 này nhân với lại căn của x bình cộng 4 trên x. Đấy, thầy cộng m cộng 2 bằng 0. Đến đây thầy làm thao tác là thầy đặt cái căn này bằng t nhé. Thầy đặt t bằng căn của x bình cộng 4 trên x. Được chưa? Đấy, điều kiện của mình là x lớn bằng 0. X lớn bằng 0 các bạn ạ. Thế bây giờ thầy thử chia thầy xuống nhé. X bình cộng 4 chia xuống thì x bình chia x được x này.
cộng 4 trên x. Nhưng mà do ở đây nhá, điều kiện này là x lớn hơn 0, lớn bằng 0. Nên là hiển nhiên mà lại còn thêm cái mẫu này nữa thì có phải là x ở đây x dương hẳn không? Đấy mình đã xét trường hợp bằng 0 không được mà, x dương dương hẳn. Thì có nghĩa là hai cái ông này này. Hai cái ông này nó đang là lớn hơn 0, lớn hẳn 0. Vậy thì dùng Cauchy cho cái bên trong căn này. Thì dùng Cauchy cho căn. Đấy, cái căn này vẫn giữ nguyên này. X cộng 4 trên x có phải là hai căn của x nhân 4 trên x không? Cái này x với x hết này, như vậy căn 4 là 2. Đấy, lớn bằng 2 nhân 2 này, vậy là căn 4 nữa. Vậy có phải cái chốt này chỗ này bằng 2 không? Hay nói khác là T của em là T lớn bằng 2. Đấy, thì điều kiện của T nhá. Đấy, T thuộc nửa khoảng từ 2 đến dương vô cùng. T lớn bằng 2. Nào, phương trình trở thành. Sau khi đặt T xong nó thành cái gì đây? Cái này thành T bình bạn này. Trừ đi nhưng mà trừ 1 nhân T. Cộng M cộng 2 bằng 0. Ok chưa? Bây giờ thầy sẽ nhóm M để thầy thì cô lập nó. Thầy nhóm M lại với nhau nhá. Thầy nhóm M này thì thằng này là M này nhân với trừ trừ T. Thằng này nhân với 1 vậy là 1 trừ đi T. Ông nào không có M vứt hết sang kia. Trừ T bình này, đây là cộng T thành là trừ T. Trừ 2 à? Hay chia 2 về cho âm 1 đi cho nó T trừ 1 này. Bên này là T bình cộng T cộng 2. Bớt dấu trừ đi. Thấy chưa? Chuyển thành bước bước này. Sau đó thì do T lớn bằng 2 không? T lớn bằng 2 nên T trừ 1. Chắc chắn là T trừ 1 là lớn hơn 0. T trừ 1 lớn bằng 1 mà. Lớn 0 rồi. Vậy là mình sẽ chia 2 vế. Đấy, chia 2 vế cho T trừ 1. Đấy, T trừ 1. Nha, mình giải có thể lý giải ra do T lớn bằng 2. Suy ra là T trừ 1 của tôi là lớn bằng 1. Và hiển nhiên lớn hơn 0. Rồi, đến đây. Đến đây thì tôi thấy ngoan rồi. Bây giờ bài toán của tôi thành là M bằng F. M hay là M bằng G. F gọi là F, FT đi. Nãy giờ chưa có hàm nào cả. M bằng FT. Đúng không nhỉ? Ta sẽ xét hàm số. FT bằng. Đấy, T bình cộng với T cộng 2 trên T trừ 1. Với điều kiện là T của em lớn bằng 2 nhá. Các bạn tính giúp thầy F phẩy nào. Em tính giúp thầy F phẩy T ở đây là bao nhiêu nào. À, tính ra đọc thầy nhé. Tính luôn này. Ra chưa? Ra gì nhỉ? Mẫu bình rồi, cần cái tử thôi. Đợi các bạn đọc cái tử. Như Quỳnh anh chị em. Dạ, Tử ba ra. t bình trừ hai t trừ. À, T bình trừ 2T trừ 3 hả em? Ừ, thế vậy ok, ôi tử này nghiệm đẹp luôn. F phải T bằng 0. Thì thực ra có phải là T bằng âm 1 hoặc là T bằng 3. Hai con nghiệm rất đẹp. Nha, hai nghiệm rất rất là đẹp. Thế là tôi lập bảng thôi. Lập bảng biến thiên là để tôi xem là cái sự biến thiên của FT như nào. T này, F phải, F này. Tôi cứ đưa cả những cái giá trị này vào cho nó dễ đánh cái dấu. Trừ 1 này. Trừ 1, 2, 3. À, trừ 1. Còn 1 nữa chứ. Nếu đúng là có cái điểm 1 này nhưng mà. Đây, 1 này. 2 này. 3 này. Nó xét từ 2 đến vô cùng thôi. Đấy, tuy nhiên là để ý chỗ này là nó không xác định như này. Nhá, ở đây bằng 0, ở đây bằng 0 này. Tử là trong trái ngoài cùng, trong thì trái dấu, ra ngoài cùng, đúng chưa? Đi xuống này, đi lên. Các bạn tính giúp thầy xem giá trị ở mấy cái chỗ này là bao nhiêu, mấy cái điểm này này, tính bấm giúp thầy với. Ở hai ra mấy các bạn nhỉ?
Mấy chỗ này ra bao nhiêu ở Nhung nhỉ? Chỗ 2, chỗ 3 này được mấy? Hai là 8 Ừ, 3 thì mấy? ba là 7 Ừ, thế bây giờ dương vô cùng thì ra mấy? ai à, ra dương vô cùng ạ. Rồi, ra dương vô cùng. Ok. 8, 7 với dương vô cùng là đúng rồi đấy. Rồi em nhìn nha, vậy thì với t lớn bằng 2, rõ ràng hàm số của ta sẽ chạy từ 7 đến dương vô cùng. Đúng không? Ft chạy từ 7 đến dương vô cùng. Đúng không? Vậy hay là mình có thể nói là gì? Ft của bạn ấy nó sẽ thuộc vào cái đoạn từ 7 cho đến thì dương vô cùng. Đấy, với mọi t thuộc từ 2 đến dương vô cùng. Vậy thì bây giờ để cái phương trình của mình là m bằng ft ở đây này, phương trình này có nghiệm. À, người ta cần thằng này có nghiệm. À, có nghiệm thì bắt buộc là gì, thằng m nó phải gì chạy trong cái khoảng này, hay nói cách khác là gì, vậy là phương trình có nghiệm để khi chỉ khi là m của em lớn bằng 7, đúng nhé, m thuộc khoảng từ 7 đến dương vô cùng mà, m lớn bằng 7, lớn bằng min, nhỏ bằng max. Thằng này thì không có max đúng không, tại max là vô cùng gì có max, lớn nhất là vô cùng là gì, có phải là xác định đó. Đấy là cái ví dụ số 6. Ok chưa? Mấy bạn thấy nó hơi lạ lạ chút là gì? Chúng ta phải ngồi chúng ta thử. Thực ra cái ý tưởng để thử thì đấy, bạn viết xong đi đã. Ai xong giơ tay. Cái bước lúc nãy mà đầu tiên thầy bảo ấy là tách m ra, một con là m nhân với x, một con là m nhân với căn ấy, thì lúc đấy bạn để nguyên, bạn nhớ bất nhóm m bạn cô lập bình thường. Nhưng mà bạn nhớ là phải dùng máy tính để bấm thôi. Cái con hàm đấy mà đạo hàm chắc bạn chết. Đạo hàm không biết bao giờ mới ra được. Đấy, tuy nhiên bấm máy thì xác suất sai là vẫn có. Đây à, quay lại lên để nói ý tưởng đầu tiên một tí này. Đấy, thì ra thầy làm tắt một bước này là có khi các bạn chưa hình dung được hết. Đây, cái chỗ này này, cái con này nhá, cái con căn này này. Thực ra khi em đặt x luôn chỗ này này, thì trong nó là x bình cộng 4. Thì bạn nhìn nhá, x bình cộng 4 này. Mình nhóm lại với nhau sẵn đấy, thấy không nhỉ? Thế tôi là muốn phải đưa về giống giống kiểu với nhau vậy, tôi muốn mất cái x này 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 đi, tôi muốn mất cái x này đi thì à, thì tôi nghĩ rằng tôi phải chia cho x đúng không, chia x cho trong căn. Tuy nhiên chia x trong căn thì nó chưa ra cái quái gì cả, vấn đề là chia cho x trong trong căn tức là bên ngoài phải chia cho căn x ấy, thì nó không hợp lý cho lắm. Thế tôi nghĩ à, thì tôi chia hẳn cho x luôn, ngoài căn chia hẳn cho x, thế vậy thành x bình cộng 4 chia x. Đấy, còn bên này khi trong ngoài căn chia x thì bên trong căn sẽ chia cho x bình, rút gọn ra đúng dạng này rồi thì ông là t, ông là t bình, rất đẹp nhá. Nhưng mà nhớ là phải xét trường hợp x bằng không đã, bởi vì ở đây là mình chưa biết là x có bằng không hay không nhá, và khi thay bằng không và nó vô lý thì suy ra x khác không, chia thoải mái. Đấy, đây là nội dung của ví dụ 6. Ta sang ví dụ tiếp theo này, ví dụ số 7. Đấy, những cái câu hôm nay thì chúng ta sẽ đưa ra một số câu nó trông nó lạ hơn hôm trước nhé, lạ hơn. Xong rồi tí mình sang bất phương trình được số 7. Tìm m để phương trình có nghĩa. Hai mốt này cộng 4x trừ x bình trừ đi 3 phần 4 x cộng 3 bằng này m nhân với căn của x cộng 3 cộng với 2 căn của 7 trừ x. Đó, tôi muốn tìm m để cái phương trình này có nghĩa. À, tìm m phương trình có nghĩa. Bạn cho thầy biết cái điều kiện của phương trình này là gì? Nha, đầu tiên cho thầy biết cái điều kiện của nó là. À, điều kiện phương trình này là gì đây? Điều kiện là gì ở Đức Anh? Đức Anh nghe thấy không Đức Anh? Anh điều kiện là x lớn bằng trừ 3 à? Ừ, còn gì nữa? VA nhỏ hơn bằng 7 à? Ừ, thế À, vậy nhỏ hơn thì 7 à? À, nhỏ hơn bằng 7. nhỏ trừ 3 nhỏ bằng x nhỏ bằng 7 nhá.
Vâng. Thế thế cái này có phân tích được nhân tử không? Cái căn đầu tiên này này. Đấy, căn này này. Nếu phân tích thành cái gì? Đấy, mình định hình trước xem nó ra gì. Em bấm máy em thí nghiệm đều không? Nào. Đây nha. Nào lại bấm bấm máy cùng các thanh thanh niên này. Đây, máy tính ra đây. Bấm nhá. 21 này. 4 này. À thì sorry, bấm nhầm trừ 1 chứ. Trừ 1. Đấy lại đã. Trừ 1 trước này. 4 này. 21 này. 7 với âm 3 đúng không? Đấy em bấm máy em thấy có nghiệm 2 là 7 với âm 3. Đấy, nghiệm là 7 nhá. Âm 3 thì các bạn nhân tử sẽ là gì? X trừ 7 với lại x cộng 3 không? Hai này nhân với nhau. Nhá, mình sẽ có là x trừ 7 nhân x cộng 3. Tuy nhiên là nhớ hệ số x bình này, nhớ b cái hệ số này sang trừ 1 này, vứt sang đây, đó là trừ. Hay mình viết thành là 7 trừ x nhân x cộng 3. Thế bản chất thực ra là cái căn đầu tiên nó chính là tích của hai cái thằng bên trong căn, ở hai cái đằng sau cùng này. Được không? Mình nháp sơ mình thấy ngay nhá. Mình nháp này thì mình thấy là hai cái thằng đấy là đó là tích, thằng này chính là tích của hai thằng ở đằng sau rồi nhá. Thứ hai là sau mà xác định với điều kiện này xác định rồi thì thằng trước xác định. Bây giờ quay lại cái phương trình của mình biết là thằng đầu tiên nó là tích của hai thằng kia rồi, mình biến đổi thành như vậy đi. 7 trừ x này nhân với x cộng 3 trong căn này trừ đi 3 phần 4. Rồi, viết 3 phần 4 x đi, cộng 3 này bằng m nhân với căn của x cộng 3 cộng 12 căn của 7 trừ x. Ok chưa? Thì để thế này thì nó hơi gì? Tôi làm thao tác là tôi thấy mẫu thì tôi ghét lắm. Tôi thấy ghét nhìn làm được cái mẫu vừa lẫn lộn vừa kiểu vừa số nguyên vừa số phân số rất là ghét, thì tôi nhân 4 này. Đỡ có mẫu số là hạn chế sai sót gì đấy. Trừ 3x cộng với 12 đúng không? Cho này thành là 4m nhân với căn của x cộng 3 cộng với 2 căn của 7 trừ x. Rồi, thế bây giờ bài này mình tư duy thế nào? Bài này tư duy thì mình sẽ thấy là cái bài này nó gần gần giống với dạng hôm trước mình làm. Các bạn nhớ hôm trước mình có dạng là tổng 2 căn. Là tổng 2 căn xong là tích 2 căn không? Đấy, mình đặt cái gì nhỉ? Đặt gì bằng T ấy nhỉ? Giờ nhớ không giờ? Khi có tổng với tích ấy. Hôm trước có bài xuất hiện là căn thằng thứ nhất cộng căn thằng thứ hai xong lại tích hai thằng đấy á. Chứ cái phương án nó là gì nhỉ? Dương. Đấy, như lần trước là đã thua anh ạ. Nhưng mà mình đặt đặt gì? Đặt gì cơ? Đặt tổng anh ạ. Đặt cái tổng là bằng T thì tích nó sẽ uốn theo cái tổng đấy đúng không? Vâng. Rồi ok, triển khai nhá. Nào đặt T bằng này căn của x cộng 3 cộng với 2 căn của 7 trừ x. Chưa? Bây giờ bạn phải tìm điều kiện của T đã. Ở đây là trừ 3 nhỏ bằng x nhỏ bằng 7 nhá. Bạn thì kia nhận thằng này đã. T phải này. T phải có phải là 1 trên 2 căn x cộng 3. Đấy, sau này sẽ là trừ này. Trừ gì nhỉ? 2 trên 2 căn của 7 trừ x. Đúng không? Thì 2 với 2 này hết này. Hay là bằng là 1 trên 2 lần căn của x cộng 3 trừ đi 1 trên căn của 7 trừ x. Đó. Vậy T phải bằng 0. T phải bằng 0 thì có phải hai cái căn này và hai cái phân số nó bằng nhau, hai phân tích bằng nhau. Vậy hai cái mẫu bằng nhau nhé. 2 lần căn x cộng 3 sẽ bằng là căn của 7 trừ x.
Thì các bạn bình phương lên đi. Vậy ra là gì nhỉ? Bình lên là 4 nhá. 4x cộng 12 cộng 7 chữ x. Yeah, vậy ra nhiêu? 5x à? Bằng chữ 5 à? Tương đương ra x bằng chữ 1. Đấy, x của tôi ở đây bằng chữ 1. Tôi lập bảng này. X này, t phẩy t. Ta xét từ trừ 3 đến 7. Đó, xét từ trừ 3 đến 7. Đấy, thì trừ 1 nó ở giữa đây đúng không? Em bấm máy giúp thầy giấu hai bên này với. Kiểm tra thầy giấu hai bên. Bấm bấm T phải nhá, nhập T phải vào kiểm tra dấu. Dấu ở đây là gì đăng nhỉ? Em bấm xong không chưa? Dương âm anh ạ. Dương âm. Ok. Thế trên thẻ bạn, thế em nhập T đi, em nhập T và đi xong em can hai ba cái điểm điểm này, can ba cái điểm này sẽ ra bao nhiêu, nhập T và can luôn ba cái, âm ba là mấy nhá, âm ba và là nhanh luôn này, 2 căn 10 ạ, 2 căn 10 ok, cái này cũng dễ này, cái này cũng được luôn này, 7 thì ra là căn 10 à đúng không? Âm 1 ra mấy? 5 căn 2. 5 căn 2. Rồi, thế rằng là bé nhất ở đây đúng không? Bé nhất là căn 10, lớn nhất là 5 căn 2. Vậy là suy ra T của mình là thuộc đoạn. Đoạn đúng không? Vì x cũng thuộc đoạn mà. Thuộc đoạn từ căn 10 cho đến 5 căn 2. Đấy. Tức là để tìm điều kiện của T là tôi đã phải khảo sát hàm số một lần rồi cơ. Nha, lưu ý. Em lơi hẳn khảo sát hàm số ra làm. Nhưng chả tội gì em phải nhắm nhắm làm cái gì. Ở đây bạn nào thạo có thể dùng Bunia. Nha, bất là thức Bunyakovsky ấy. Mà thôi, đã hàm tí xong mà. Rồi, bây giờ mình tìm cách mình thay lại cái tích vừa nãy. Muốn thay lại cái tích vừa nãy thì bạn phải tính T bình nhá. Tính T bình nhá. T bình có phải bằng cái căn của x cộng 3 này. Cộng với 2 căn của 7 chữ x này. Tất cả bình phương không? Đấy, cho ông này bình lên là gì đây? Này bình lên là x cộng 3 này. Ông này bình lên thì có 2 ở ngoài nhá, thành là cộng với 4 nhân với 7 chữ x. Rồi đấy cộng với gì? 2 lần tích. 2 nhân 2 thì thành là 4 lần tích căn hai thằng này. X cộng 3 nhân với 7 chữ x. Được chưa? Hay là mình thu gọn bớt nó đi này. X mà trừ 4x thì thành là trừ 3x đúng không? Trừ 3x. 47 28 cộng 3 là 31. Rồi, thế đây là T bình nhá. Thế tôi rút ra, tôi rút cái em để ý nó có đặc điểm này, trong bài ấy, trong cái phương trình của mình này. Nó có thể có trừ 3x cộng cái này không? Thế mình luôn ghép luôn cái trừ 3x này với cái 4 lần căn này nhá. 4 lần căn trừ 3x cho nó gọn nhá. Nào ta ghép luôn hai thằng đấy vào nhau. Vậy là trừ 3x này cộng 4 lần cái căn x cộng 3 nhân với 7 chữ x sẽ bằng là T bình trừ 31. Đấy, thay cho nó dễ. Phương trình trở thành. Nào, thành cái gì đây? 4 a à, được 4 này trừ 3 là lại T bình trừ 31 này. Cộng 12 bằng 4T. 4M nhân T. Tương đương là ra T bình trừ 4MT. Trừ 31 là cộng 12. Có phải là ra trừ 19 à, đúng không? Đấy, ra trừ 19. Đến đây thực ra là mình cô lập được các em ạ. Là đến đây mình cô lập được. Mình nó cần là nó phải có nghiệm. Nha, có nghiệm T thuộc cái khoảng này này. Thuộc khoảng mình vừa khảo sát đây này. Để cô lập cho nó nhanh. Vậy ra là 4MT
bằng t bình trừ 19. Vậy tôi rút m hoặc là 4m ra cũng được. Tôi rút 4m nhé. Bằng t bình trừ đi 19 trên t. T bình trừ 19 trên t. Và tôi lại đi tôi xét hàm số tiếp. Xét hàm số ft. T bình trừ đi 19 trên t. Với t thuộc vào khoảng từ căn 10 đến 5 căn 2. Nhá. Đấy các bạn tính f phẩy đi. Bạn tính cho thầy f phẩy bao nhiêu nào? Mẫu chắc chắn là t bình rồi. Tử bao nhiêu các em? Chỗ này bao nhiêu tâm nhỉ? Tử này này. Tạo hàm xong chưa tâm? T bình gì? Trừ á? Cộng chứ nhỉ? Cộng hay trừ? Cộng ạ. Cộng đúng không? Ok, cộng 19. Thế vậy ồ, mẫu 19T chứ ạ? Hả? T bình cộng 19T. Cộng 19T á? Các bạn khác là gì? À không, cộng 19 ạ. Cộng 19 thì gì? Ok. Chốt rồi, chốt chưa? Chốt rồi ạ. Ờ chốt, ok. Thế vậy thì T F phẩy này mình thấy là nó luôn dương. Với mọi T. Với mọi T thuộc cái khoảng người ta đang cần. Đấy, như vậy hàm số mình luôn đồng biến đúng không? Đấy, nói khác là suy ra là FT ra đồng biến trên cái khoảng cái đoạn từ căn 10 cho đến 5 căn 2. Vậy em biết là min là max là gì rồi đấy. Đúng không? Như vậy min là trên đoạn này này. Đấy, và max là trên đoạn này này. Min thì chính là bằng f tại căn 10. Các bạn ra thấy con số đây vậy. Max thì bằng f tại 5 căn 2. Nào lấy căn 10 với 5 căn 2 thay vào f đi. Nhập f vào căn này. Nhập vào mình can phát t bình trừ 19 chia t can này căn 10 trừ 9 căn 10 trên 10 đúng không, trừ 9 căn 10 trên 10 đấy là min can cái nữa này 5 căn 2 31 căn 2 trên 4 trên 10. 31 căn 2 trên 10. Ok chưa? Nha, min thì là trừ 9 căn 10 trên 10. Max thì là 31 căn 2 trên 10. Thế vậy buộc cái thằng 4m này này. Đây phương trình mình đang nghiệm biện luận đây này. Cô lập rồi. Thế vậy là buộc là cái phương trình có nghiệm. Khi và chỉ khi. Đây viết bút đỏ nó dễ gì nhá. Tức là trừ 9 căn 10 trên 10 nhỏ hơn bằng 4m. Và nhỏ hơn bằng là 31 căn 2 trên 10. Sau đó tôi chia cả 3 vế này cho 4 nhá. Tôi chia cả 3 vế này cho 4. Thế vậy thành là trừ 9 căn 10 trên 40. Nhỏ hơn bằng m. Và nhỏ hơn bằng là 31 căn 2 trên 40. Đây sẽ là điều kiện cuối cùng của mình này. Đấy, câu này có thể bắt mình ngồi đếm ra chữ nguyên cũng được. Đúng không? Nào mình đi tiếp này. Ta sang một ví dụ nữa về phương trình. Thêm một ví dụ nữa về biện luận phương trình nhé. Nào, cái này thì nhờ các bạn xử lý trước cho thầy nhé. Coi như là ví dụ 8. Ví dụ số 8. Tìm để phương trình này. X mũ 3 trừ 3MX cộng 2 bằng 0. Có nghiệm duy nhất. Nào, có nghiệm duy nhất. Ok.
Nhờ các bạn xử lý thầy nào. Nha, các em làm trước. Triển khai nha, cho 7 phút suy nghĩ nha. Các bạn ra nào rồi? Hà Linh nghe chưa? Ra điều kiện chưa? Điều kiện, điều kiện là x không rồi. Không, như bài này em giải hẳn được ra chưa? Em làm ra màu 1, anh vừa bảo sai, nhưng không biết làm nè. Đấy, giờ kiểm tra nhá. Các bạn đang nhầm lẫn chỗ nào rồi? Nào, quan sát này. Cái phương trình này của mình, nếu mà mình muốn cô lập thì đầu tiên mình vứt cái con 3 mx sang đây đã. Hay là thầy viết ra này nha, 3 mx này bằng x mũ 3 cộng 2. Đấy, thì bây giờ nếu muốn cô lập thì mình phải chia được chỗ x hoặc là 3x gì đấy nhỉ. Tuy nhiên nếu mà x đã khác không mà chia thì buộc là phải reset là nếu x bằng 0 thì phương trình trở thành cái gì? Vế trái bằng 0 nhá, vế phải là bằng 2. Ôi, vô lý. Vô lý chưa? Suy ra x khác 0. Lúc này mình chia đi. Chia 2 vế. Cho 3x luôn đi. Ta được. Vậy là m bằng x mũ 3 cộng 2 trên 3x. Đó. Thì giờ mình đúng dạng cô lập chưa? Dạng cô lập, nhưng mà nhớ ở đây điều kiện x khác 0 các em nha. Xét. Tại vì ta xét hàm số fx bằng x mũ 3 cộng 2 trên 3x x khác 0. Đấy, x khác 0 này. Em tính f phẩy ra. F phẩy bao nhiêu các em nhỉ? Đấy, chắc là bên đây rồi thì là tính người đọc tay nghe rồi nè. Em phẩy mấy? Tuấn Anh tính này chưa? Chưa nghe gì? Chẳng nghe Tuấn Anh nói gì? Xem lại mic đi, không không có tiếng các bạn. Huy tính cái này cho Huy. Bạn làm ra gì? Em là đạo hàm của cái thằng cái thằng mẫu của em là x chứ. À, thế là thôi là thầy thế vậy thì thầy ấy 3x bình này nhân với lại 3x này đúng không, u phẩy nhân v này trừ đi v phẩy nhân u thành gì đây, cái này là thành là 9 này, 9 trừ 3 là gì, 6 x mũ 3 trừ đi 6 đúng không, 6 x mũ 3 trừ 6 trên 3x đúng không, hay là trên 3x tất cả bình, tức là 9x x bình đấy. Thì thực ra hai thằng này có thể chia cho bớt cho 3 đi, 3x bình này. Vậy đây là còn 2, đặt 2 chung đi, cháu x mũ 3 trừ 1 nhá. Đó, thế vậy thì f phải bằng 0 khi ra là x bằng 1. Vậy f phải bằng 0 cho x bằng 1. Bảo Minh Thiên ở đây là chắc hẳn các bạn đã bị sai một cái gì đấy nha. Biết sai gì chưa nào, các em phát hiện em sai gì chưa? Đấy, nếu vẫn chưa phát hiện ra sai đâu đấy nha. Ở đây bạn quên mất một điều là bạn chưa đưa cái được x khác không vào đây, một ở đây đúng nào, dấu thì đấy em phải kiểm tra phải là trừ trừ cộng không. Đấy, trừ trừ cộng này, nhìn nó đi xuống này, em đưa không vào rồi nhưng không biết phải đánh nào. Đấy, thì nó là chỗ không xác định thôi mà. Đấy, còn hết chủ đề này sang chủ đề sau thì dạy bạn tiệm tiệm cận là bạn sẽ hiểu hơn về những cái chỗ này.
Rồi bây giờ tính giúp thầy giá trị ở những cái con này. Đây là chúng ta cùng bấm nhá. Này, bấm máy tính này. Nào, bấm này, nhập cái hàm F vào. X mũ 3 cộng 2 x mũ 3 này cộng với 2 tất cả chia cho 3x nhá, can này. Âm vô cùng thì nhập số cực to vào. À số cực bé vào. Thấy chưa? Chẳng hạn này này đi. Thấy không nhỉ? Nhìn nào, số này là số vô cùng lớn nhá. Số này là số vô cùng lớn này. Vậy đây là dương vô cùng. Tiếp theo này, can ở chỗ 0 nhưng lại bé hơn 0 thì là mình hiểu đây là không trừ nhá. Không trừ thì nhập vào cái gì? Trừ 0,000001. Đúng không? Có phải đây là không trừ không? Bằng này. Vô cùng bé không? Chỗ này vô cùng bé nhá, âm vô cùng. Đấy, bạn thử hết máy tính là ra được hết mà. Can tiếp này, bên cạnh nó là bên phía bên này này. Bên phía bên này này là không cộng đúng không? Đây không cộng này. Tức là 0,000001 bằng. Đó, đây là vô cùng lớn này. Vậy đây là dương vô cùng. Rồi, can tiếp này, can tại 1 thì ngon rồi. Can 1 bằng. Ừ, 1 bằng 1 luôn. Dương vô cùng nhá. Can tiếp này. Nhập đúng 9 vào. Đấy chưa? Lại vô cùng lớn nhá, dương vô cùng tiếp. Rồi, ok chưa? Thế vậy là mình xong được cái bảng này. Thế bây giờ từ cái bảng này để làm chính xác thì ta sẽ như thế này. Ta chuyển thành đồ đồ thị. Nha, ta có bước chuyển. Chuyển đồ thị như sau. Em quan sát này, những cái chỗ nào này, những cái chỗ nào mà hai vạch như này này, hai vạch của F ấy mà hai chỉ cần một trong hai bên ấy có cái vô cùng này thì cái đường đấy nó sẽ gọi là tiệm cận đứng. Sẽ như này này, năm ngoái các bạn đã học về hàm tang với cotang á, bạn đã từng vẽ tiệm cận đấy đấy. Nó như là cái đường gióng cho đồ thị của mình ấy. Em quan sát là phần bên này nhá, đồ thị hàm số của ta tăng từ dương vô cùng về âm vô cùng. Nó sẽ kiểu như này. Đấy, tăng từ giảm từ dương vô cùng về âm vô cùng. Ở bên này thì lại từ dương vô cùng này. Cứ cho dương vô cùng ở trên cao nhá, xuống 1. Rồi lại dương vô cùng. Đây là 1 này. Dương vô cùng này. Hiểu không nhỉ? Thế vậy bây giờ nhá. Ở đây đây chính là mình hình dung này, đây nó không phải là đồ thị chính xác. Đây không phải đồ thị chính xác của cái thằng Fx. Tuy nhiên, hình dáng nó sẽ như thầy vừa vẽ. Ok à? Cái đường gạch này chỉ là đường tiệm cận nhá, nó không phải là thuộc đồ thị nữa nhá. Và cái đường này nó không bao giờ chạm vào đây. Thấy chưa? Nó cứ giảm này, càng tiến sát vào nhưng không bao giờ chạm. Thì quan sát là đây là bây giờ chúng ta là cái đường của ta cần tương giao thằng này bằng là M. Và mình đang có trường hợp là M bằng Fx không? Thì đây Fx đi đâu? Vậy thì mình đặt các vị trí có thể có được của M. Đây ví dụ ở đây. Chỗ này mấy dấu điểm các bạn? Chỗ này mấy đây? Đây, như này là 3 này. 3 giao điểm là 3 nghiệm này. Ok chưa? Lùi xuống thì vẫn thế nhá, nhưng mà đây lùi chỗ này. Đây một phát, đây một phát nữa. Thì đây có phải 2 giao điểm không? Là 2 nghiệm không? Đây phải lùi xuống dưới đây này. Chứ không phải là 1 giao điểm. Vậy ta lấy cần lấy từ đây xuống nhá. Nhưng mà không lấy đầu bút. Đúng không? Không lấy đầu bút được. Tại vì chỗ đầu bút là được 2 giao điểm là 2 nghiệm. Thấy chưa? Vậy mình lý luận là phương trình mà có nghiệm duy nhất. Khi là M của em phải bé hơn 1. M nó phải bé hơn 1 nhá. Đấy, ok chưa? À, đây là cái cách làm của ví dụ 8. Nào, mình đi tiếp này. Mình sang cái đấy, sau khi làm một số bài về phương trình rồi nhá. Đấy, biện luận phương trình ok rồi, hòm hòm rồi đấy. Chúng ta sang nói về các cái bài liên quan đến bất phương trình. Thì hôm trước mình đã ghi thuyết rồi, nó có hai dạng. Một là bất phương trình nghiệm đúng nhá, thì thầy cứ ghi tách riêng hai cái ra. Nên là bất phương trình mà nghiệm đúng với mọi x ấy. Đấy, thì nó giống như cái bài cô lập M trước mình làm phần đơn điệu. Đấy, ví dụ là M muốn lớn bằng f với mọi x thuộc cái khoảng d hay tập d nào đấy, thì m mà lớn bằng f với mọi nhá thì m phải lớn bằng max. Tương tự mà m nhỏ bằng min, m nhỏ bằng f ấy,
đây này, m lớn bằng f với một x thuộc một cái tập d nào đấy, thì khi là m phải lớn bằng max của nó, max của fx trên cái tập d này. Tất nhiên là cái này nó chỉ mang tính tương đối đấy nhé, bởi vì nó sẽ có những tập d mà nó không có max nhá. Thứ đấy mình phải tập hẳn bảng thiên là mình xem m nhỏ bằng f với một x thuộc d thì khi là m sẽ nhỏ bằng min của fx trên d, thấy chưa? Đó thì đây là cái ứng dụng cho cái bất phân trì nghiệm đúng. Chúng ta thử xem như nào nhá. Đấy là ví dụ tôi ghi dự lại ví dụ 1. Tìm m để cái bất phân trình x mũ 3 cộng 3x bình cộng 1 trừ m lớn bằng 0 nghiệm đúng với mọi x thuộc khoảng thuộc đoạn từ trừ 1 đến 1. Được chưa? Đây bất phương trình của mình đây. Trong quan sát này, bất phương trình này là cô lập ngoan. Cô lập ngoan luôn. Bất phương trình tương đương luôn này. Em chuyển m nó sang đi. Ví dụ m bước sang đây. Thì vậy là m nhón bằng nhá. X mũ 3 cộng 3x bình cộng 1 đó. Đó. Thì ta sẽ đi ra xét cái hàm số bên về bên tay phải này. Đấy, xét hàm số rồi gọi là fx bằng x mũ 3 cộng 3x bình cộng 1. Ok chưa? Với x nhá, chỉ thuộc đoạn từ trừ 1 đến 1 thôi. Rồi thế là mình thấy là f phẩy 3x bình cộng 6x không? F phải bằng 0. Đấy, x bằng 0 ấy, hoặc x bằng âm 2 đúng không? Thì đấy là bởi vì ta tìm min max ở trong cái gì? Trong cái đoạn. Nên là buộc ta có thể tính các f luôn được, không phải là bảng biến thiên. 0 thì thuộc khoảng nhá. Thuộc khoảng ta đang xét. Nhưng mà âm 2 thì không thuộc. Rồi, thế vậy thì ở đây mình nhận được tính mấy cái f thôi, f trừ 1 này. F 1 này. Và f tại 0. Các bạn tính đi. F trừ 1, F1 và F tại 0. Nhẩm nhanh luôn cũng được, mà bạn nào bộ máy tính cũng được. Tùy. F0 tôi nhìn ra ngay bằng 1 rồi này. F trừ 1 và F1 là ngoài em. Phạm Mạnh đọc có thầy cái giá trị F ở hai cái vị trí này. F trừ 1 và F1. Thế bên thầy F trừ 1 nó là... Alo, 3, 3 ạ. Và thì F1 bằng mấy? F1 bằng 5 ạ. Rồi, ok, bằng 5. Thế vậy trong 3 thằng này thì thằng nào tốt nhất thì là max. Đấy, ta suy ra max này. Max của fx trên đoạn từ trừ 1 đến 1 là bằng 5. Còn min trên đoạn trừ 1, 1 là bằng 1. Thì trong bài này thực ra là khi m nó bằng f thì tôi chỉ cần min thôi. Đây, thầy suy cho bạn thôi nhá. Vậy thì cần min thôi. Thế với lại là bất phương trình của mình nhá. M nhón bằng là fx này. Với mọi x thuộc đoạn từ trừ 1 đến 1. Đúng không? Nó bảo phải đúng với mọi mà. Thì khi là m thì phải nhón bằng min. Đây nhón bằng min này. Ở đây có dấu bằng luôn nhá. Nhón bằng min này. Đấy, tức là m nhón bằng 1. Đúng không? M nhón bằng min tức là m nhón bằng 1. Hiểu cách là 1 này chưa? Nhớ những bài mà xét min max ở trên đoạn thì ta có thể tính mấy cái f. Chúng ta không nhất thiết phải lập hẳn bảng biến thiên ra đâu. Nhá, tính mấy cái f ra cho mình so sánh thôi. Nghĩa là trong cái miền mình xét là gì, hàm số của mình nó phải gì? Nó phải dài, liên tục. Phải xác định ở trên đấy rồi. Ghi thêm ví dụ nữa này, ví dụ số 2. Ví dụ 2.
tìm để cái bất công trình là 2 nhân với này x cộng căn của 2 chữ x bình trừ đi x nhân với căn của 2 chữ x bình lớn bằng 3m. Đấy, nó sẽ nghiệm đúng với mọi x thuộc vào đoạn từ trừ căn 2 đến căn 2. Rồi. Giờ để các bạn một tí bạn suy nghĩ đấy nhá. Cho 5 phút suy nghĩ nhá. Rồi ok. Bạn bản năng ạ. Bản năng thì có cái cơ sở ấy gì? Bản năng mình nói thành lời thì lần sau mình làm nó mới ổn hơn chứ. Nhiều khi nó dối, nó nhìn cái này thì mọi thứ vẫn còn dễ nhìn nhá. Khi các em học xong chương ngũ logo ấy, mọi thứ nó còn rắc rối nữa. Khi những bài tổng cao ấy, nó dối lúc tung bè cả bà cơ. Nó không nhìn được luôn này đâu. Bài này các em phải đặt này bằng T cho ra thầy. Đặt cô này bằng T này. Thì đây là thấy là tổng nằm phong phong tính xong thì khá là ổn nên là đây là tổng này, đây là tích này. Đấy như bảo mới nãy có tổng có tích ấy, thì thường mình đặt tổng là bằng t. Đấy, hợp lý rồi đây. Đi tiếp đi xem ra các số gì. À đây nha, thầy diễn giải cho bạn xem này. Thì chỗ này mình xử lý thế nào. Đầu tiên là bạn đặt này bằng t nha, ta đặt này. T bằng là x này cộng với căn của 2 chữ x bình. Thế sau đó bạn đạo hàm nó ra, t phẩy ra, làm các thứ ra, 1 này. Cái này có phải là trừ 2x trên 2 căn không? Trừ đi x trên căn nhá. Đấy. Xong bạn t phẩy bằng 0. Thì bạn giải như hôm trước thôi. Cái này, cái phân thức này bằng 1 này. Có nghĩa là căn của 2 trừ x bình bằng x. Đấy, xong bạn bình phương các kiểu lên. Bạn ra được x bằng 1. Đúng không Win? Đấy là lấy x bằng 1 đúng không? Vâng. X1 thế xong mình sẽ lập bảng biến thiên này này. Chạy từ trừ căn 2 đến căn 2. 1 ở đây. Đây. À mình như không phải là chỉ mỗi 1 đâu ạ. 1 điểm thôi chứ. Em không loại ấy à, em không loại nghiệm mà cái này bình phương lên có điều kiện mà Huy. X lớn bằng 0 này. Đây là sẽ là trừ căn 2 này, đây là 2 và đây là căn 2 này. Thì từ cái bảng này mình thấy được là t của ta thuộc đoạn từ trừ căn 2 đến 2. Đấy, đây là điều kiện của t. Đấy, nhớ là phải tìm điều kiện của cái biến mới của mình nhé. Lúc này sau khi có cái này xong thì bạn thấy là t bình của ta nhé. T bình có phải là ông thứ nhất bình lên là x bình này, cộng với 2 chữ x bình này, và cộng với 2x nhân với căn của 2 chữ x bình. Hai này hết này. Có thể rút cái x nhân với căn của 2 chữ x bình ra. Bằng t bình trừ 2 chia 2. Vậy là phương trình thì thành cái gì đây? Phương trình thành là 2t này trừ đi t bình trừ 2 trên 2 lớn hơn bằng 3m. Bất phương trình, sorry. Thành như này. Sau đó thì cái tôi nhân 2 này cho nó số nó đỡ gì? 4t này trừ t bình cộng 2 lớn bằng 6m. Mình để nguyên cô lập nhá. Thì phải là trừ t bình cộng 4t cộng 2 lớn bằng 6m không? Đấy, câu chuyện của ta là bây giờ nó thành như này. Em được một hàm là ft lớn bằng 6m không? Đấy, bây giờ mình sẽ đi reset cái ft này. Trừ t bình cộng 44t cộng 2 với t thuộc đoạn từ trừ căn 2 đến 2. Đây. Thì f phẩy của ta là ra là trừ 2t này cộng 4. F phẩy bằng 0. Thì ra mình ra t bằng 2 không? Ra t bằng 2. Thì ở đây vì nó xét trên đoạn nên là mình có thể đạo hàm và mình tính f luôn. Mà cái con 2 trùng luôn một đầu. Tính f trừ căn 2 ra. Với f 2 ra.
F trừ căn 2 của thầy thì tính ra là trừ 4 căn 2. Trừ 2 thì bằng 6. Nhưng mà trong trường hợp này nhá, mình đang cần là M này của mình nhỏ hơn bằng cái ST này, tức là 6M nhỏ bằng ST, tức là 6M nhỏ bằng min. Thì min min đây. Min ở ông này này. Được chưa? Hay nói khác là bất phương trình và nghiệm đúng. Đấy, với mỗi x ấy, thuộc cái đoạn từ trừ căn 2 đến căn 2 thì khi mà chỉ khi là gì, 6m của tôi là phải nhỏ hơn được bằng trừ 4 căn 2, hay là em chia hai bên cho 6 ra m nó bằng là trừ 2 căn 2 chia 3. Đấy, đây là cái kết quả của cái bài toán này nha, m nó bằng là trừ 2 căn 2 chia 3. Các bạn chưa vào đi tiếp nhá. Ví dụ tiếp nha. Sang ví dụ tiếp theo này. Bây giờ mình sang cái bài nó liên quan đến bất phương trình có nghiệm. À, bất phương trình nghiệm đúng thì nó thực ra nó rất khá là quen thuộc bởi vì nó giống những bài đơn điệu mình đã làm phần trước. Nhưng bây giờ đến bài là bất phương trình có nghiệm. À, đối với bài bất phương trình có nghiệm thì bạn nhớ nó sẽ ngược lại. Nó không phải là ví dụ mà m mà lớn hơn được bằng fx mà nó bảo là có nghiệm nhá, nó bảo là có nghiệm chẳng hạn, thuộc vào có nghiệm x thuộc vào cái miền D chẳng hạn, nhưng không phải nghiệm đúng đâu nhá, chỉ cần có nghiệm thôi. Thì khi nhá, m của em phải lớn bằng, bình thường là nếu mà là nghiệm đúng thì lớn bằng mắc đúng không? Thế vậy đối với nghiệm đúng bạn cứ làm ngược lại là lớn bằng mi của f ở trên D. Ok nhá, và ngược lại là nếu m nhỏ hơn là bằng f mà có nghiệm x thuộc vào D thì khi là m sẽ nhỏ hơn bằng, bình thường là với bài nghiệm đúng là m nhỏ bằng mi đó, thì đây nhỏ hơn bằng mắc fx ở trên D nhá. Và ngoài ra với những bài mà nó không có dấu bằng ấy thì em nên vẽ hẳn, bảo với Thiên em quan sát thấy chưa. Nào, ta vào ví dụ đầu tiên, ví dụ 1 đi, tìm m để cái bất phương trình có nghiệm là bất phương trình ra đây này, căn của x cộng 5 cộng với căn của 4 trừ x lớn bằng m. Nào, ở đây mình thấy điều kiện nhé, rất dễ dàng, mình thấy là x nhỏ bằng 4 này, x lớn bằng âm 5 này, âm 5 nhỏ bằng x nhỏ bằng 4. Và mình để ý ở đây thì thực ra nó đang là dạng cô lập sẵn rồi, thì em cần khảo sát hàm bên về bên trái xem ra như này nha. Ta sẽ xét hàm số fx bằng căn x cộng 5 cộng với căn của 4 trừ x với điều kiện là trừ 5 nhỏ hơn bằng x nhỏ hơn bằng 4. Ok chưa, thì em cũng tính như bình thường, đó là f phẩy đi, căn u này, u phẩy chia 2 căn u. Đây, cái này u phẩy thì ra là âm 1 không? Em nói trước này, hôm nay nọ mình đã làm rồi đấy. Thì mình thấy là khi f phẩy bằng 0, có phải bạn ra được hai căn này bằng nhau không? Đấy, sau đó bình phương lên. Vậy bây giờ là gì? 2x bằng âm 1 nhỉ? Vậy x là âm 1 phần 2 nhé. X bằng âm 1 phần 2. Thì mình đang xét trên đoạn nên là mình có thể tính ba cái f ra, f âm 5 này, f 4 này và f của âm 1 phần 2. Bây giờ các bạn bấm cái này nè, f âm 5, f 4 và f âm 1 phần 2, nhập cái hàm này này vào, căn của x cộng 5 cộng với căn của 4 trừ x. Dạ. Đấy, xong là căn tại âm 5 này là 3 đúng không? Căn tiếp tại 4 là 3. Căn tiếp tại trừ 1 phần 2 3 căn 2. Đấy không nhỉ? 3 căn 2. Thế vậy thì mình thấy ở đây hai con này thì chính là min đúng không? À, chính là mắc này này. Thế bài này mình để ý nhá, mình bất phương trình của mình đã đang dạng như này này, của mình đã đang dạng là
fx lớn hơn bằng m, mà có nghiệm x thuộc vào cái đoạn từ trừ 5 đến 4, thì theo cái kia chúng ta có phải là m em nó nhỏ bằng f nhé. Bình thường với mọi là nhỏ bằng min, thì giờ m sẽ nhỏ bằng max. Đấy, max của fx ở trên đoạn từ trừ 5 đến 4. Đấy, có nghĩa là m phải nhỏ hơn bằng 3 căn 2. Ok chưa? M sẽ nhỏ bằng 3 căn 2. Nhá, lưu ý đọc kỹ đề bài xem nó bảo mình là nghiệm đúng với mọi hay là có nghiệm. Nhiều khi nó dùng từ là với mọi nhưng mà là có nghiệm. Đấy, với mọi thì để ý là nó thực ra ý nghĩa là gì nhá. Đấy. Ví dụ có nghiệm với mọi x thuộc cái này thì thực ra nó là với mọi đấy nhá. Đấy, chứ không bảo là đọc thấy chữ có nghiệm là cái gì. Đấy. Hoặc nó bảo là bất phương trình đúng với mọi x thuộc gì thì chính là trường hợp trên. Còn đây tóm lại là chỉ là gì cần có nghiệm trong cái khoảng đấy là được. À, thì dưới trường hợp này. Để ta lấy một ví dụ nữa. Thì ghi đề bài này ví dụ số 2. Ví dụ số 2. Tìm để sẽ có phương trình này. X bình trừ 2x trừ 3 trong căn này cộng với 8 cộng với 2x trừ x bình trong căn lớn hơn m có nghiệm này. Thì trước hết chúng ta đi chúng ta giải điều kiện của cái bất phương trình này đã nha. Thì điều kiện này đã, điều kiện này, điều kiện đầu tiên hai thằng này trong căn lớn bằng không. Em bấm thấy xem là thực nghiệm ở đây ra gì vậy? Cái đầu tiên là gì đây? Phạm Anh nào có thể nào, cái bất phương trình đầu tiên nghiệm như nào em? Cái này là cái đầu tiên là x nhỏ hơn bằng trừ 1, x lớn hơn bằng 3. Rồi, cái dưới sao? Đây là x lớn hơn hoặc bằng trừ 2 với nhỏ hơn hoặc bằng 4. Đây, không trừ 2, nhỏ hơn bằng x, nhỏ hơn bằng 4. Đây đúng không? Đúng. Rồi, thế vẽ trục số là gì? Có trừ 2 này, có trừ 1 này, có 3 này, có 4. Lớn bằng 3, nhỏ hơn bằng trừ 1. Đấy, xong lại từ trừ 2 đến 4. Em nhìn thấy không? Đấy, thì thực chất là x của mình nó trong hai cái đoạn này này. Đấy nhỉ? Đấy, x của mình trong hai đoạn này. Thì ra là x của mình nó thuộc vào hai đoạn từ trừ 2 đến trừ 1. Hợp với đoạn từ 3 đến 4. Ok. Có khoảng của x nhá. Rồi, thế sau khi có khoảng của x thì mình đã phát hiện ra vấn đề ở đây này. Ở đây có một cái đối tượng nó rất là giống nhau. X bình trừ 2x và 2x trừ x bình. Thì hai ông này đối nhau. Thì tôi nghĩ trong đầu là tôi đặt. Tôi đi từ tôi đặt. Đấy. T bằng x bình trừ 2x nhá. Đấy, với điều kiện x thuộc cái khoảng này này. Thì đầu tiên thì tính T phải. Phải 2x trừ 2 không? T phải bằng 0 khi là x bằng 1. Nhá, mình lập bảng này. X này. T phải T. Thì có những giá trị là trừ 2, trừ 1, trừ 2 này, trừ 1 này, 1 này, 3 này, 4 này, đúng chưa? Trừ 2, trừ 1 này, 3 đến 4 này,
Đấy, mình chỉ xét cái miền ở bên trong như hai cái này thôi, ở ngoài mình không xét. Thì nhớ là y phải bằng không ở chỗ này này, t phải bằng không ở chỗ này này, thì vẫn nguyên tắc là bậc nhất này này phải cùng, đúng không? Phải cùng này trái khác này. Đấy, chứ phải này nó giảm không, cái này tăng không? Đấy, tính cho thầy cái giá trị ở những cái đầu ra nào, giá trị ở đây là mấy này? Tính đi. Nào, tính cái này giá trị ở đây. Chỗ này bao nhiêu nhỉ? Nhung nhỉ? Hai bốn cái điểm này. Tại -2 là 8 ạ. Rồi, tại -1 là 3. rồi, ở đây sao? Hai này sao? 3. Tại 3 là 3. Ừ, rồi, ở 4 thì mấy? 4 là 8. Thế vậy nó chỉ là từ 3 đến 8 đúng không? Như vậy qua đây thì mình thấy là T của ta là thuộc vào đoạn từ 3 đến 8. Nó có đồ mút mà, tại vì những cái điểm này đều có đồ mút hết. Vậy T là có khoảng T rồi. Thế bây giờ thì mình thay vào bất phương trình nhá. Bất phương trình ra lúc này thành cái gì? T trừ 3 trong căn này cộng với 8. 8 đây là 8 trừ đi T nhá em nhá. Đúng không? 8 trừ đi T lớn 0. Đấy, bây giờ cần có nghiệm. Bây giờ nhớ là có nghiệm, bây giờ T thuộc đoạn từ 3 đến 8. Thì đến đây ấy, đến đây bài toán nó chẳng khác gì bài A lớn lớn hơn M. Lớn M bài này đến đây nó giống y hệt ví dụ 1. Cái kiểu làm y hệt luôn. Đúng không? Đây này, chúng ta xét cái này là FT đây này. Đây ta xét FT lớn M này có nghiệm này. Viết sang đây nhá. Đấy, cách làm là giống bên kia đây này. Bây giờ xét FT căn T trừ 3 cộng với căn là 8 trừ T. F phẩy có phải là 1 trên 2 căn T trừ 3 trừ đi 1 trên 2 căn 8 trừ T không? À, F phẩy bằng 0 khi hai là căn này bằng nhau. Đấy, ra mấy nhỉ? 2T là bằng 11 à? Tương đương là T bằng 11 phần 2. 11 phần 2 lập bảng ra xong. T này, F phẩy F. Lập đốt được cái bảng này mình ok luôn. Chạy từ 3 đến 8 này. Đấy, từ 3 đến 8 này. Con 1 phần 2 thì ở giữa đây. 1 phần 2 đây. Bạn xem thấy cái dấu ấy. Kiểm tra thấy cái dấu nào. Tâm em xem cái dấu ở đây như nào. Được chưa Tâm? Ra dấu chưa? Em đi. Em bấm theo hai cái miền này, F phải ra gì? Có dấu chưa? Từ 3 đến 1 phần 2 là dương. Bên này là gì? Âm ạ. Nào bây giờ các bạn này tính giá trị ở ba cái đầu này này đi. Bạn nào tính xong cái giá trị ở đây rồi. Dương tính chưa Dương? Chị đây này.
Anh ơi dương âm tính ạ. Hả? Em âm tính anh ạ, anh lại bảo em dương tính chứ. Dương nhưng mà lại âm tính đúng không? Anh nói thế bao giờ? Ui rồi. Rồi, tính tính ra số đi, ra số đi, làm ra bao nhiêu nào? Sắp sắp xong rồi. Có con này phát là được quất luôn. Nhớ là đây mình đang dạng là FT. Lớn M thì cũng mà có nghiệm thì chỉ cần là M của em nhỏ hơn bằng này, bình thường là nghiệm đúng là nhỏ hơn min đúng không? Vậy nhỏ hơn max. Đấy, mà nhỏ max thì là được. Cho em tính được cái F ở 11 phần 2 này. Em nào tính rồi nhỉ? Ra số đi, nhanh. Căn 10 ạ. Căn 10, ok, thì phải quất luôn, kệ thằng kia. Phải suy ra nhá. Đấy, bất phương trình mà có nghiệm. Khi là gì? M tôi nhỏ hơn căn 10. Xong phim. Nha, xong phim rồi. Nào, đi vào này. Bài về nhà. Bài thứ nhất này. À thôi, cứ ghi là tìm mờ để A nhỏ này. Đấy, bốn câu này là về có nghiệm nha. Giờ ghi thêm mấy câu về nghiệm đúng nữa. Ok. Đấy nhá, bốn câu công nghiệm và ba công nghiệm đúng.